thời tiết rất đẹp. Nenia và Gerda đã đi dã ngoại ở hồ. Chú chó trung thành của Mia là Bobby cũng đi cùng họ. Khung cảnh ở nơi này thật tuyệt vời. Bên kia có những quả mâm xôi đen trông thật ngon. Ta đến đó hái nhé. Mình thích quả mâm xôi đen lắm. Hai người bạn liền đi hái những quả mâm xôi đen. Những trái này tươi ngon quá. Ngay sau đó, họ nghe thấy một tiếng khóc. Họ nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đập vào mắt họ là một con thiên nga trắng đang thổn thức ở trong hồ. Thiên nga xinh đẹp ơi, tại sao cô lại khóc? Tôi không phải là một con thiên nga. Vậy cô là gì? Tôi là công chúa của một đất nước xa xôi. Phù thủy đã biến tôi thành thiên nga. Sao có thể như vậy được? Bà ta đã bắt cóc tôi và bắt tôi trở thành người hầu. Tôi không chịu và hất khay ăn lên người bà ta. Bà ta đã biến tôi thành thiên nga và bỏ mặc tôi ở đây. Mia và Gerda cảm thấy tội nghiệp cho công chúa. Hẳn phải có cách để cô trở lại như trước. Nếu cậu dùng phép thuật để thực hiện câu thần chú thì sao? Mình đã rất cố gắng, nhưng mình không thể phá hủy ma thuật này. Thật ra là có một cách, đó là đổ ánh sao ma thuật vào hồ thì tôi mới có thể trở lại làm người như trước được. Một phù thủy đã nói như vậy sao? Đúng vậy, nhưng vì không ai tìm được ánh sao ma thuật đó nên tôi sẽ mãi mãi là thiên nga. Nếu vậy thì buồn quá. Mình biết tìm ánh sao ma thuật ở đâu. Thật sao? Ở đâu vậy? Trong hang tối, ở thung lũng xanh. Chúng ta hãy đi lấy nó. Nhưng mà thung lũng xanh ở cách xa nơi này lắm. Chúng ta sẽ đi tới đó như thế nào? Không lãng phí thời gian, Mia ngay lập tức đọc câu thần chú. Và một con ngựa xinh đẹp với cái bờm trắng bước ra từ lăng kính đầy màu sắc. Đi thôi. Oh, wow. Bạn giỏi quá đi. Con quạ bay đến lâu đài và kể cho mụ phù thủy nghe những gì nó nghe được. Vậy là chúng muốn phá bỏ câu thần chú mà ta đã thực hiện trên người công chúa. Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Mụ phù thủy leo lên cây chổi bay của mình. Bây giờ hãy đưa ta đến hang tối ngay. Trong khi đó, Mia và Gerda đã đến được cửa hang tối ở thung lũng xanh. Cậu có sợ không? Không, Mia. Có cậu ở đây thì mình không sợ. Vậy ta hãy mau vào đó đi. Mia, Gerda và Poppy bước vào hang tối bí ẩn. Như mực vậy, mình không nhìn thấy gì cả. Được rồi, hãy nhìn đây. Chà, thật là một hang động hoành tráng. Nhưng mà ở đây lạnh quá. Mia, Gerda và Bobby tiếp tục đi sâu vào trong. Cho đến khi họ thấy một chiếc rương nhỏ. Ánh sao ma thuật ở trong rương này. Làm sao cậu biết vậy? Gerda, nếu như cậu còn nhớ thì mình từng là nữ hoàng tuyết mà. Cái rương này bị khóa rồi. Ánh sao ma thuật ở trong chai này. Wow, thứ này trông thật kỳ diệu. Ngay lúc đó, mụ phù thủy độc ác xuất hiện bên trong hang động đó. Ta sẽ không bao giờ để các người biến thiên nga trở lại thành công chúa đâu. Coi chừng đi nhá. Mia ngay lập tức làm phép để ngăn chặn mụ phù thủy.
Ngươi nghĩ thứ đó có thể ngăn được ta sao? Ngay khi Poppy nhìn thấy cái chai rơi xuống hồ, nó lập tức nhảy vào tảng băng và lấy cái chai lên khỏi mặt nước. Làm tốt lắm Poppy. Nhanh lên, chạy thôi. Nhưng trước khi họ kịp trốn thoát, một phù thủy đã thi triển một câu thần chú khác phá vỡ bức màn băng giữa họ. Các ngươi nghĩ có thể dễ dàng thoát khỏi tay ta như vậy sao hả? Các ngươi sẽ bị đông cứng ngay bây giờ. Không! Cố lên, chiến mã của chị. Mau đưa bọn chị ra khỏi đây ngay. Một phù thủy đã xoay sở thoát ra được khỏi hang. Bà ta nhảy lên cây chổi của mình và đuổi theo họ. Mày nhanh lên! Một phù thủy đang đuổi theo chúng ta. Nhanh lên! Mày nhanh hơn nữa! Một phù thủy độc ác đang cố gắng làm mọi cách để bắt những đứa trẻ. Ôi không! Chúng ta sẽ rơi xuống hố mất! Mau lên chiến mã! Nhảy đi! Nhưng một phù thủy độc ác không có ý định để họ trốn thoát. Mia, một phù thủy đang đến. Bây giờ mình sẽ cho bà ta biết đây. Đầu của ta, chuyện gì xảy ra với ta vậy? Chúng ta đã thoát khỏi một phù thủy rồi, hay quá. Cuối cùng, họ đến hồ nước nơi công chúa Thiên Nga đang ở đó. Công chúa rất vui mừng khi nhìn thấy họ. Các cô lấy được ánh sao ma thuật rồi hả? Phải, và một lần nữa cô có thể trở lại thành công chúa. Một luồng sáng đầy màu sắc đột nhiên xuất hiện trên mặt hồ, và một công chúa xinh đẹp với mái tóc dài màu vàng bước ra từ đó. Chà, cô thật là xinh đẹp. Công chúa rất vui mừng khi được giải thoát khỏi bùa phép của một phù thủy. Các cô đã cứu tôi khỏi kiếp trở thành Thiên Nga mãi mãi. Cảm ơn rất nhiều. Nhưng tôi trở lại đất nước của mình bằng cách nào đây? Đừng lo, con ngựa trắng này sẽ đưa cô về nhà. Thật tuyệt vời. Tạm biệt các cô, tôi đi đây. Thế là công chúa lên ngựa vui vẻ trở về nhà. Tạm biệt. Cuối cùng thì mùa đông cũng đã qua và mùa xuân lại đến. Mia cảm thấy rất vui khi bắt đầu một ngày mới với tiếng chim hót líu lo. Chào buổi sáng ông ơi. Ông dậy sớm quá. Ông đang làm gì vậy? Ông đang làm cho con một con diều để dự lễ hội thả diều. Thật hả ông? Nghe hay quá. Con luôn muốn tham dự lễ hội. Ngoài ra còn có một giải thưởng lớn trong cuộc thi năm nay nữa đó. Giải thưởng lớn là gì ạ? Giải thưởng là một con kỳ lân. Vậy hả ông? Thật tuyệt vời. Ông của Mia đã hứa sẽ làm con diều tốt nhất để cô bé giành được chiến thắng. Mia, con lại dùng phép thuật nữa. Ông ơi, con từng là nữ hoàng tuyết mà. Có một người khác cũng đã sẵn sàng cho lễ hội thả diều. Đó là một phù thủy độc ác. Ta phải giành chiến thắng trong cuộc thi thả diều. Con kỳ lân phải là của ta. Tại sao bà lại muốn con kỳ lân? Bởi vì ta sẽ trói nó vào cỗ xe lộng lẫy của ta. Ngươi không thấy nếu có một cỗ xe kéo kỳ lân sẽ thật tuyệt vời sao? Nhưng mà bà không có con diều. Cái đó thì dễ thôi. Cái này có màu đen giống tôi đẹp quá. Đẹp giống tôi. Đẹp quá. Không có con diều nào có thể bay cao hơn của ta. Lần này ta chắc chắn sẽ chiến thắng. Con diều của con bay cao quá ông ơi.
Tuyệt vời, cảm ơn ông nhiều. Ta chắc chắn con sẽ giành chiến thắng, nhưng hãy nhớ rằng không được dùng phép thuật nữa đó. Trong khi Mia thả diều, con quạ nhiều chuyện của mụ phù thủy bay ngang qua đã nhìn thấy cô. Mia đã là một con diều. Điều đó có nghĩa là cô ta cũng sẽ tham gia cuộc thi. Con diều của cô ta đẹp quá. Phù thủy không thể thắng được Mia rồi. Con quạ bay thẳng đến lâu đài và nói với mụ phù thủy những gì nó nhìn thấy. Phù thủy rất tức giận. Vậy là cô ta có một con diều rất đẹp phải không? Ta sẽ khó thắng hơn nhiều nếu Mia tham gia cuộc thi. Phải ngăn cô ta lại. Đúng, đúng, nếu không bà sẽ không thắng được. Quá! Ngươi hãy giúp ta việc này đi quạ. Buổi tối hôm đó, Mia đi ngủ sớm. Con quạ xấu xa bay vào từ cửa sổ. Được rồi, đây là con diều. Khi Mia thức dậy vào buổi sáng, khi cô ấy thấy con diều đã bị hỏng trên bàn, cô rất khó chịu. Ôi không, không biết ai đã làm ra trò này. Đây là những chiếc lông quạ. Điều này có nghĩa là phù thủy độc ác đã đứng sau vụ này. Làm tốt lắm quạ. Cuối cùng người đã làm một việc đúng đắn. Mia sẽ không thể cạnh tranh với ta nữa. Vậy tôi xứng đáng được thưởng. Cho tôi quả ốc chó đi. Tránh xa ta ra. Bây giờ ta phải chuẩn bị cho cuộc thi. Mia và ông của cô đã nghĩ ra một cách, nhưng không có thời gian để làm một con diều mới. Đừng buồn ông ơi, con sẽ giải quyết việc này. Con không cho phép phù thủy lấy được kỳ lân, vì bà ta sẽ ngược đãi nó. Xong rồi. Cuối cùng, lễ hội thả diều đã bắt đầu. Mia cảm thấy rất háo hức chờ đợi cuộc thi lần này. Con hy vọng mình giành được kỳ lân, như thế sẽ rất tuyệt. Ta tin con sẽ thắng. Và cuối cùng, cuộc thi cũng bắt đầu. Làm tốt lắm Mia, cố lên. Quá, cao hơn đi. Chỉ có Mia và con diều của mụ phù thủy vẫn bay. Dù bà ta đã cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì con diều cũng không thể bay cao hơn con diều của Mia. Con diều của ta không thể bay cao hơn. Ta phải làm điều gì đó. Ta sẽ sử dụng một câu thần chú trong khi mọi người đang nhìn lên. Mụ phù thủy độc ác ngay lập tức làm phép, và một đám mây bão lớn xuất hiện. Tuyệt vời. Cánh diều của ta đang bay lên cao. Phù thủy đang làm phép, nhưng con sẽ đánh bại bà ta. Con diều của Mia bắt kịp con diều của mụ phù thủy và bay lên cao hơn. Mụ phù thủy rất tức giận. Cô ta đã vượt qua ta một lần nữa. Mau đi xé diều của ta ngay. Tôi không thể bay cao như vậy. Tôi chỉ là một con quạ. Nếu người không muốn bị biến thành đá, hãy làm theo lời ta ngay. Con quạ vì sợ hãi mà bay đi. Và dùng mỏ đâm thủng cánh diều của Mia. Con diều bắt đầu bay xuống một cách nhanh chóng. Được rồi,
ta đã vượt qua cô ta. Mau lên nào đám mây, thổi thêm gió đi nào. Tuy nhiên, mụ phù thủy quá háu hức đến nỗi câu thần chú của bà ta đã tạo ra một luồng gió, đưa cánh diều bay thật cao, cuốn theo cả mụ ta. Nè, chuyện gì vậy? Cứu ta! Mau cứu ta! Ngăn đám mây đó lại đi! Mụ phù thủy đã thua rồi, mình chuồn thôi. Mụ phù thủy gian lận đã phải trả giá. Mia đã chiến thắng trong cuộc thi và trở thành chủ nhân của kỳ lân. Chào em, chị sẽ chăm sóc em. Em có thể sống tự do và hạnh phúc trong trang trại nhà chị. Kỳ lân liếm tai Mia một cách đáng yêu. Cả hai vui vẻ trở về nhà.